Lan Phương xin kính chào quý vị đến với chương trình webcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nước Anh đã chơi bóng bàn từ hơn 100 năm trước đây. Ngày nay, bóng bàn được chơi trên khắp thế giới, mặc dầu trong một thời gian dài, người Mỹ ít chú ý đến nó. Nhưng bây giờ, bóng bàn rất phổ biến tại New York và người ta chơi nó tại các công viên, các tiệm cà phê và các quán rượu như quý vị sẽ thấy trong câu chuyện sau đây. Ông Roy Proctor chơi bóng bàn tại một công viên ở New York hầu như hàng ngày. Ông cho đó là một cách rẻ tiền để qua thời gian. Bất cứ cái gì không tốn kém có thể tìm thấy tại New York là điều tốt. Vì vậy, khi ta có thể ra đây chơi thể thao, ngắm cảnh và cùng vui với mọi người mà không tốn nhiều tiền, thì đó là điều hay. Ông Proctor mới di chuyển tới New York. Bóng bàn giúp ông có nhiều bạn mới và giúp ông vượt qua đôi lúc khó khăn. Tôi và nhà tôi đã vượt qua được những lúc khó khăn và chơi bóng bàn làm ta bước nghĩ tới tất cả những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống. Công viên này là một trong nhiều nơi mà dân New York tụ họp để vui chơi. Họ cũng vui chơi trong các quán rượu, các hội quán. Một số tay vợt giỏi thường hay thi đấu ăn tiền tại Spin, một hội quán bóng bàn hạng cao cấp. Tại đây, các tay vợt vừa nghe nhạc vừa uống rượu. Ông Frank Raharinozzi là chủ hội quán này. Tôi chắc chắn có nhiều người thích chơi bóng bàn, nhưng họ không có được nơi thích hợp. Họ thường chơi trong một căn phòng trong nhà, nhiều khi cũng buồn. Vì thế họ thích đến chơi ở hội quán chúng tôi. Ở đây họ vừa chơi bóng bàn, vừa giao thiệp làm quen với bạn bè. Khách của chúng tôi ngày càng đông. Ông còn nói rằng dân New York đang mê bóng bàn. Nó là môn được ưa chuộng thứ nhì trên thế giới sau bóng đá. Có hơn 300 triệu người ghi danh là tay vợt bóng bàn. Nhưng tại Hoa Kỳ, trước đây người ta xem bóng bàn chưa phải là môn thể thao đúng nghĩa. Ông Marty Reisman, 81 tuổi, hai lần đoạt giải vô địch bóng bàn tại Hoa Kỳ, nói rằng bóng bàn là một môn thể thao phổ cập. Đây là một môn thể thao đã có lịch sử hơn 100 năm. Môn này có một cái gì đó rất thách thức, rất lôi cuốn và rất ích lợi. Vì thế, tôi chưa hề gặp một người nào đã chơi bóng bàn mà nói rằng họ không thích nó. Và tại thành phố New York, ngày càng có thêm người thử chơi môn này. Đến với voatiengviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ.